Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì rất vui được gặp mọi người trong livestream tiếp theo của DK. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm hút laser tattoo rất là thành công. Đây là một cái hình ảnh thực tế và các bạn có thể nhìn thấy là đây là hình trước sau khi mà anh hút ạ. Đây, mình qua có thể zoom sát vào đúng không ạ? Đấy, mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ một con cá chép và có những cái hình màu xanh đỏ ở bên trong. Thật ra thì con cá chép không xấu, nhưng bởi vì là anh cũng không thích con cá chép này nữa, cho nên là DK đã hút sạch cái hình này cho anh. Nếu như các bạn nhìn thấy là cả cái khoảng rộng như thế này với rất là nhiều màu, thì thực tế là đối với những cái dòng laser, có rất nhiều máy laser trên thị trường, với những dòng laser cũ thì những cái hút mực ấy, nó sẽ rất khó để xử lý những cái laser, những cái màu xanh đỏ như này. Nhưng mà với công nghệ mới nhất tại DK là công nghệ Picomax thì nó sẽ xử lý tối đa được cái hình màu đen. Như anh ấy vừa hút xong, đây là những cái lần cuối rồi. Như anh vừa hút xong, mọi người có thể thấy là cái vùng da này nó không hề là bị tấy đỏ hay bị rộp nước, mọi người có thể sờ thoải mái. Đấy, cái vùng da này nó không hề bị làm sao cả. Cái thứ hai đó là mọi người có thể nhìn thấy những cái tông màu đỏ này, màu cam này, ở chỗ này có màu cam này, màu đỏ này, màu xanh này. Những cái màu này bây giờ nó đã mờ gần như là hết rồi, nó chỉ còn một chút xíu, một vài phần trăm không đáng kể thôi, và có thể là một hai lần cuối nữa là anh ấy sẽ hút hết sạch cái hình này. Và như mọi người thấy, rất nhiều khách hàng hỏi bên mình ấy là bạn ơi, thế phần trăm cuối cùng, tức là cái hiệu quả cuối cùng của cái hình ấy nó sẽ như thế nào, thì mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ đây, nó đến 99%, thậm chí là hơn. Nhưng mà đối với những cái hình to và lớn và đậm như thế này ấy, thì như thế này gần như là các bạn nhìn thấy nó không còn nhìn thấy hình nữa rồi. Còn nếu như các bạn muốn xử lý nó tuyệt đối hơn ấy, tuyệt đối hơn, thì các bạn có thể sử dụng thêm những công nghệ ví dụ như phi kim hoặc lăn kim trên da để làm mờ một chút xíu cái hình vết thâm này. Nhưng quan trọng nhất là các bạn có thể hiểu là nó không có sẹo này, nó không đau đớn này, không bong chóc này, không bỏng rát này, không bị rộp nước, không phải kiêng kem. Đấy là những điều cực kỳ quan trọng khi mà các bạn hút laser tattoo. Đây là một cái hình ảnh cực kỳ cụ thể, và em muốn hỏi anh một chút là anh ơi, trong cái quá trình mà anh hút laser tại DK thì cái cảm nhận của anh là gì ạ? Mọi người làm việc rất là nhiệt tình, và trong quá trình hút thì không đau, không có một cái gì là kiểu đau hoặc là bỏng rát cả. Vâng ạ. Trước khi hút bên em thì anh đã hút ở đơn vị nào khác chưa? Mình cũng có hút qua chỗ khác rồi, nhưng mà nó không được kiểu như là sạch sẽ như kiểu bên mình hút. Vâng ạ. Cái lần hút mà anh hút ở bên cái chỗ đấy thì anh về anh bị làm sao ạ? Nó gần như là người ta không ngủ phê, và người ta bắn là nó rơi trạng thái bỏng rộp. Vâng, bỏng rộp, bong chóc, bong nước, bong chóc đúng không anh? Và rất là đau đớn, và anh phải kiêng khem, ngay cả việc nằm cũng rất là khó chịu. Tê sinh hoạt cực kỳ khó chịu, bởi vì là khi mà bị bỏng rộp nước lên, là bị bong chóc thì chắc chắn là da, cái vùng da đấy thì nó sẽ bị chai. Ít thì nó sẽ bị chai, nếu mà ít thì lần thì nó sẽ bị chai, còn nếu mà nhiều lần hơn thì nó sẽ bị sẹo, và thậm chí là những cái cơ địa khó có thể là sẹo lõm hoặc sẹo lồi rất là rộng. Đây là những hình ảnh rất là cụ thể, và đây là cái trải nghiệm của một khách hàng tại DK. Và hy vọng rằng với những hình ảnh thực tế như thế này thì các bạn có thể hiểu được, hình dung được là những cái lần cuối để mà hiệu quả cuối cùng của công nghệ laser nó như thế nào. Và ngoài ra thì DK có thể tư vấn thêm cho các bạn là các bạn có thể sử dụng những cái biện pháp như phi kim, lăn kim để là, nhưng đương nhiên là da của các bạn phải là không bị làm sao. Thế sau đó nó trở về trạng thái này rồi và da nó an toàn, thì các bạn có thể sử dụng những cái phương pháp phi kim nhẹ để có thể trở về cái trạng thái da bình thường, và sau đó các bạn phải sử dụng. Trong cái quá trình hút laser tại DK thì bạn đã được sử dụng kem tái tạo để làm sao mà da luôn luôn được tái tạo, để nó làm mới và nó vỡ cái mực da từ bên trong, sau đó nó đào thải ra, chứ không phải là công nghệ làm bỏng như các cái đơn vị khác. Đấy, sau đó các bạn phi kim và tiếp tục sử dụng kem tái tạo để nó đẩy tái tạo cái da mới lại, thì da của bạn sẽ trở về trạng thái bình thường. Đây là những cái mà hiệu quả thực tế, và mong rằng là clip này sẽ giúp cho các bạn có thêm kiến thức về hút laser tattoo, và mong rằng được gặp các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.